Dạ, như vậy thì con gửi cho chú hai thêm là số tiền 12 triệu 630 ngàn là dư cái số tiền trả luôn rồi. Thì còn cái khoản dư đó chú hai thì chị có nói là để cho chú hai mua xăng cậu để đổ xăng hay là mua gạo rồi rồi này kia đó ăn và giúp đỡ cho bà con, tiếp tục giúp đỡ ha chú hai. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, cho con xin phép gửi 12 triệu 630 ngàn. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Vì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, cũng ơi cũng về kính gửi thưa chị ở đây nhà chị Năm Thảo phải không? Dạ. Và chị Năm Thảo và là mẹ nuôi của Phát Thời. Dạ. Và chương trình của Nhịp Cầu Nhân Ái của Tấn Dũng và Châu Phú. Dạ. Là tôi cũng nhận cái số tiền này là tôi rất mang ơn, là tôi thay mặt gia đình tôi chính nhất cũng cảm ơn tất những nhà mình hảo tâm mà để giúp cho gia đình tôi trả nợ giúp gì, là tôi không biết nói gì hơn. Tôi thành thật biết ơn, và những cái số tiền còn dư lại tôi sẽ đi để làm từ thiện, để lấy cái công đức để là đền bù lại cho những nhà mạnh thường quân giúp đỡ cho tôi. Nam mô A Di Đà Phật, thành thật biết ơn. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa chú hai, thì khi mà chú nhận được tin của sư huynh Phát Thời nè, thì nói là chú hai sẽ được con gửi thay mặt cho mạnh thường quân gửi hỗ trợ cái khoản tiền để chú hai trả nợ đó. Thì đêm đó chú hai thấy như sao chú hai? Là đêm đó nói ngay là hồi đêm hôm qua và đêm hôm hôm này ngủ không được. Vậy đó hả? Mừng. Hai đêm nay hai đêm nay ngủ không được, hai vợ chồng luôn. Là có nói như Phật trời. Vậy hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay đội xe từ thiện của anh Phát Thời chở xoài đi đến nhà của má Năm quý vị, cốc của cô Năm Thảo để trao những cái phần xoài từ thiện và những phần mà đu đủ quý vị và xả nữa. Thì cũng có chú hai người đã chia sẻ những câu chuyện kỳ trước là giết mổ heo đó quý vị, mà heo về kêu như thế nào thì quý vị đã coi những cái video trước rồi. Hôm nay thì Châu Phú lại hữu duyên gặp chú hai, thì Châu Phú cũng có nhận cái số tịnh tài của chị Phan Thị Hợp và em của chị giấu tên là gửi cho Châu Phú là số tiền 12 triệu 630 ngàn để hỗ trợ cho chú hai cái phần nợ mà chú hai còn thiếu từ hồi đi làm mà sát mổ tới giờ mà trả không hết. Bây giờ thì chú hai quay đầu thì được chị thương và ủng hộ chú hai hết mình, là cái số tiền để cho chú hai trả nợ. Dạ con chào chú hai nha. Chào huynh Phát Thời, chào các anh em hết nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa chú hai, thì hôm nay á, là con thay mặt cho chị Phan Thị Hợp và chị em của chị giấu tên gửi hỗ trợ cho chú hai cái phần tiền sau mà chú hai còn thiếu thiếu người ta đó chú hai. Chú còn thiếu bao nhiêu hả chú? Là 13 triệu 700 một bữa bữa hổm số phú mới cho được 2 triệu á. Dạ. Rồi mà hổm gà chú có trả cho người ta chưa? Chưa, còn giữ đây. Còn giữ đây 2 triệu ha. Còn ở đây 1,8 triệu, tại vì bữa hổm sửa chiếc thay hai cái bật đạn hai xe cổ xe trước á, với thay nhớt rồi Quốc Thờ biểu thay á. À vậy hết ha, hai nên trăm anh Phát Thời kêu thay ha. Dạ như vậy thì con gửi cho chú hai thêm là số tiền 12 triệu 630 ngàn là dư cái số tiền trả luôn rồi. Thì còn cái khoản dư đó chú hai thì chị có nói là để cho chú hai mua xăng cậu để đổ xăng hay là mua gạo rồi ăn và giúp đỡ cho bà con, tiếp tục giúp đỡ ha chú hai. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, cho con xin phép gửi 12 triệu 630 ngàn. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Vì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, cũng ơi cũng về kính gửi thưa chị ở đây nhà chị Năm Thảo phải không? Dạ. Và chị Năm Thảo và là mẹ nuôi của Phát Thời. Dạ. Và chương trình của Nhịp Cầu Nhân Ái của Tấn Dũng và Châu Phú. Dạ.
là tôi cũng nhận cái số tiền này là tôi rất mang ơn là tôi thay mặt gia đình tôi. Chứ nhất cũng cảm ơn tất những nhà mà hảo tâm mà để giúp cho gia đình tôi trả nợ giúp gì. Là tôi không biết nói gì hơn. Tôi thành thật biết ơn và những cái số tiền còn dư lại tôi sẽ đi để làm từ thiện, để lấy cái công đức để là đền bù lại cho những nhà mạnh phụ huynh giúp đỡ cho tôi. Nam mô A Di Đà Phật, thành thật biết ơn. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa chú Hai, thì khi mà chú nhận được tin của sư huynh phát thời nè, thì nói là chú Hai sẽ được con gửi thay mặt cho mạnh thường quân gửi hỗ trợ cái khoản tiền để chú Hai trả nợ đó. Thì đêm đó chú Hai thấy sao chú Hai? Rồi đêm đó nói ngay là hồi đêm hôm qua và đêm hôm này ngủ không được. Vậy đó hả? Mừng. Hai đêm nay ngủ không được, hai vợ chồng luôn. Dạ. Là có nói với Phật Thầy. Vậy hả? Anh Phật Thầy chia sẻ, anh Phật Thầy khi mà bữa đó anh thông báo với chú Hai sao anh Phật Thầy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa tất cả chư quý vị khán thính giả gần xa thân mến. Cùng với nhịp cầu nhân ái của anh Tấn Dũng, cùng với Châu Phú thân yêu, và nhất là cái khu vực là từ thiện xã hội của Má Năm ở tại cái vùng núi Thất Sơn Màu Nhiệm, chân núi Ông Cấm. Kính thưa chư quý vị, thì nhân hôm nay là ngày 13 tháng 10. Ngày 13 tháng 10 là ngày đại lễ Đức Bổn Sư Thích, Đức Bổn Sư của chúng ta là Viên Tịch tại núi Tượng. Vì vậy cho nên đó là cái ngày hôm nay là cũng là một cái ngày dấu ấn kỷ niệm là tiền thân của Đức Quỳnh Giáo Chủ là ngài Đức Bổn Sư Viên Tịch. Thì đến chân núi Ông Cấm để cùng với là Má Năm để chở những rau củ quả trao đổi về vấn đề từ thiện. Thì đến đây gặp được cái sự nhân duyên may mắn của Châu Phú thân yêu và sư huynh Tấn Dũng. Thì hôm nay đó thì sự thật mà nói, tôi thấy cái nhân duyên này nó hình như là nó có một cái sự thiện cảm vô cùng, quý báu vô cùng. Cái thứ nhất là nói về cái vấn đề Phật Pháp á, thì nó sẽ được trường tồn. Phật Pháp khai thông khổ hải trùng trùng tâm bất khiết, trần duyên bế tắc liên đài điệp điệp đạo vô cùng. Còn hôm nay mà nói về vấn đề từ thiện xã hội đó, thì một cái vấn đề nó vô cùng là có một cái chiều sâu của từ thiện. Nhưng mà sự thật mà nói đó, thì hôm trước đó thì gặp với nhau để trao đổi ở An Phú đó, thì ông Hai thì cũng có nói lên cái hoàn cảnh của ông là bỏ đi những cái sát nghiệp, nhưng mà đã bỏ lâu rồi. Nhưng mà sự thật mà nói là theo mình thấy, theo chính bản thân tôi cũng vậy, 100-200 triệu thì tôi thấy là nó cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với ông Hai thì sự thật mà nói là ổng khó kiếm được cái số tiền này, là lý do là bởi vì cái hoàn cảnh sống của ổng là chỉ nhờ cái dựa vào cái vấn đề giết mổ để làm cái kế sinh nhai. Mà bây giờ đương không mà mình động viên ổng là ngưng cái vấn đề sát nghiệp để trở về cái con đường thiện, trở về con đường lành, thì lấm nguồn trơn thì Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành thì dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mắt. Thì bây giờ ông Hai ông nghĩ năm nay cũng 2 năm cái nghề sát nghiệp, rồi nói ngay mấy huynh đệ tôi không phải bỏ bê gì, lâu lâu thì cũng tiếp sức cho ông gạo thóc mì đường bột ngọt, rồi có khi mấy huynh đệ trong từ thiện rồi cũng đổ xăng cho ông Hai, rồi xe hư cũng sửa. Nhưng mà cái xe của ông là chở từ lúc mà ông phát tâm tới giờ ông chở mấy cái người bệnh hoạn đồ cũng đi hút thuốc rồi cũng chở giùm, rồi tải lương thực rau củ quả vào những cái chỗ khó khăn này ông cũng tải thì tiếp với mình, rồi nó hư hao rồi cũng kêu ông sửa, có khi anh em tiếp tiền sửa với ông. Nhưng mà bây giờ sự thật mà nói thì cái hoàn cảnh của ông thì khi mà bỏ cái nghiệp này là ông lớn tuổi, ông Hai ông lớn tuổi, ông đâu có mặn gì mà ra tiền nữa. Thì cho nên là anh em chúng tôi là cũng tiếp sức cho ổng mà cũng tiếp lâm râm thôi. Nhưng mà bây giờ cái duyên may mà hạnh ngộ được gặp Châu Phú và Tuấn Dũng trên cái bước đường từ thiện xã hội,
Và được nhất là cái cô là Phan Thị Hợp cùng với gia đình anh em để chung tay với nhau mà cứu vớt là ông Hai. Mặc dù cái số tiền này thì nó là nằm trong một cái thiện tài để giúp đỡ cho cái mảnh đời gặp khó khăn của ông Hai. Ông Hai tôi cũng có nói, tôi nói thôi giờ gì nghe ông Hai, giờ huynh đệ tôi cũng có tiếp ông nhưng mà cũng nhỏ giọt thôi. Nhưng mà nói về Châu Phú mà cùng với các nhà mạnh thường quân mà với Tấn Dũng rồi đó tiếp tay với ông, thì là đây sắp tới ông cúng một ngày ba thời, nhưng mà tôi thấy nó không có đủ. Bây giờ thôi, bây giờ gì ông Hai ơi, bây giờ ông cứ tàn nhang ông cúng đi, tàn nhang ông cúng, tàn nhang ông cúng, rồi từ thiện thì ông cứ đi, tàn nhang thì ông bắt đầu ông công phu hành lễ, không có nói mấy thời chứ. Để chi vậy? Bởi vì lòng nguyện cầu bái Phật ly bì, giờ cho ông lá bái Phật xuyên suốt để cho cái nghiệp của ông Hai nó nhẹ xuống, để mà mai mốt kia là ông bỏ cái xác này, ông sẽ cao đăng Phật quốc, chuyển vào cái cảnh giới thiện. Bây giờ ông, bây giờ ông làm cái, ông Hai bây giờ ông làm cái việc thiện thì ắt là khi lâm chung sẽ gặp cái quả báo thiện. Nhưng mà bây giờ á, thí dụ ông cúng ngày ba thờ, giờ tăng ca lên đi, bây giờ cúng 6 thờ, 7 thờ để mình chia sẻ cái công đức, mình chia sẻ cái sự lễ bái, mình chia sẻ cái vấn đề mà cái nhân duyên để mà hành lễ với các nhà mạnh thường quân như cô Phan Thị Hợp cùng với gia đình. Để làm gì? Bây giờ mình không còn lo nợ nần nữa. Thấy vậy chứ con người mà nợ nần là khổ lắm nha. Nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đói liệu cơm nhà rách, buồn duyên số phận mình dơ sạch, rầu gia đình chúng bạn khinh cười. Vậy cho nên sợ đủ thứ trên, mặc cảm vô cùng, tự ái vô cùng, coi như là gặp cái gì nó cũng rất là ngại ngùng. Nhưng mà bây giờ ông Hai đã chút được cái gánh nặng, chút bỏ được cái sự khó khăn đó, thì bây giờ cái tinh thần nó thoải mái, cái thần lực, cái thị lực nó phấn chấn lên. Rồi từ cái chỗ đó cố gắng để hành đạo, cố gắng để công phu sám hối. Bởi vì trong sách nói là mình là bây giờ mình tu hành là phải cố gắng, phải trì trí đó, phải cố gắng là noi theo cái gương hạnh của Phật, noi theo cái lời dạy của Đức Thầy. Thì bây giờ sự thật nói tôi mặc dù nhỏ tuổi thiệt, nhưng mà tôi với ông Hai này thì nó có một cái thiện cảm với nhau. Mình cũng từ đầu vụ tới giờ cũng động viên đồ này kia, tôi cũng động viên năn nỉ không à, chứ cũng không có gì. Nhưng mà ông Hai ông siêu lòng được, ông bỏ nghề mà thấy ông khổ, mình thấy cũng chua xót. Mà khi mà được Châu Phú mà là một cái vị cứu tinh, điện lên là nói giờ là có nhà mạnh thường quân hỗ trợ cho ông Hai cái khoản tiền là để trả hết nợ nần, để ông Hai cải tà quy chánh, bỏ giữ về lành để mà lo tu thân lập mạng, để mà đi đến con đường giải thoát. Tôi nghe là thiệt tình, tôi nghe cái điện thoại, tôi cầm điện thoại mà tôi muốn rớt luôn, bởi vì tôi mừng cho ông Hai. Rồi tôi mới thông báo lại cho ông Hai ngay cái đêm đó luôn, là sáng là ông Hai ông nói là hai ông bà đêm đó sáng đêm ngủ không được, mà đến bữa nay cũng vẫn còn là ngủ không được. Hình như là cái này là cái gánh nặng, cái gánh nặng ở trong đầu của ông Hai là nó chất chứa nhiều năm lắm, mà niệm Phật coi chừng không kết quả nữa. Tối ngày mà nhớ cái vụ đó không một à. Bây giờ chút bỏ được gánh nặng đó là tâm thanh tịnh, rồi làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế đạo đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên, thì lần lần trí huệ sẽ được phát khai, màn vô minh sẽ bị diệt. Vì cho nên ông Hai là chắc chắn cái câu mà để là quay đầu là bờ đó, cái câu này rất là hay. Bởi vì mê với tỉnh nhận ra là lý. Trước kia thì ông Hai ông tạo cái nghiệp sát sanh quá lớn, là lúc đó là còn đối với chứ Phật Pháp gọi là chúng sanh mê. Bây giờ ông Hai đã giác ngộ được rồi, đã bỏ được cái vấn đề đó, bỏ được cái vấn đề nghiệp sát, bỏ cái vấn đề là coi như đau khổ đó. Thành ra ông Hai sẽ quay đầu là bờ, sẽ thành tựu được một cái quả vị rất tốt. Như ông Thiện Hòa với Trung Húc đó, hai ông đó là coi như là hàng heo hồ còn nhỏ đó, mà tới cuối cùng là niệm Phật được giáng sanh, là bởi vì là quá thành tâm. Thì bây giờ ông Hai này thì đây sắp đến ta chút được hết cái gánh nặng rồi, là vấn đề nợ nần đã hết rồi, nhận được cái số mà tiền tài này để mà mình trả nợ xong,
thì hai ông bà bây giờ chỉ còn gắng cố gắng động viên cho bà hai đừng có sát nghiệp nữa, hạ thấp cái vấn đề sát nghiệp xuống, rồi lo ăn chay với ông hai luôn đi, rồi lo cúng lại đi, để sau này là đức thầy nó tu thật tâm thì được thảnh thơi. Thì bây giờ sự thật là mấy năm nay thấy ông hai, năm nay ông hai ông tu không thấy cũng có thật tâm đó. Thành ra bây giờ là có cái vị cứu tinh Châu Phú cùng với Mạnh Thường Quân là gia đình cô Phan Thị Hợp cùng với huynh đệ là một cái nhà cứu tinh cho ông, thì chắc chắn là ông hai nếu mà quyết tâm tu là sẽ thành tựu được Phật đạo. Bởi vì sao vậy? Là con người của chúng ta mà biết giác ngộ quay đầu là bờ, mà chẳng chịu mau cải giữ về lành là đức thầy chê dữ lắm. Thầy chê cái dạng mà chẳng chịu mau cải giữ về lành, mà bây giờ ông hai ông đã cải giữ về lành thì đức thầy đã khen rồi. Chẳng chịu mau cải giữ về lành, làm Phật Nhi phải được lòng thành thì mới được sống coi thiên thánh. Thì bây giờ Phật Nhi là gì? Chữ Phật là giác giả, là tỉnh thức, là toàn năng, là toàn giác. Phật giả là giác giả, giác giả là tỉnh giả đó. Mà Phật Nhi là gì? Nhi là người con đó, tức là người con của Phật, là gọi là Phật Nhi đó, là người con của Phật. Mà làm Phật Nhi phải được lòng thành thì mới đặng sống coi, thì mới được giảng sanh cực lạc đó. Thì bây giờ ông hai này là làm Phật Nhi rồi đó, thì bây giờ là đây về sau là cố gắng để mà tu theo giáo lý của đức thầy, tu theo cái hạnh nguyện của đức tôn sư kính yêu, rồi sau này chúng ta sẽ được thảnh thơi nhàn nhã, lo đắp bồi văn hóa ngàn năm. Vì cho nên theo giờ tôi cũng sự thật mà nói nghe Châu Phú hiện đại với anh Tấn Dũng nhịp cầu nhân ái, mà đối với Tấn Dũng hay là Châu Phú hay hoặc giả là Thành Hậu gì thì tôi coi cũng như là bạn bè như thể tay chân, thấy không? Cũng là một bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Cái giống nhưng mà khác giống nhưng mà chung một vàng là vàng gì? Là cái vàng dân tộc Việt Nam, là cái vàng là cũng gốc ngày Thượng Đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về chốn cũ cho gần Phật tiên, thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vậy cho nên cái giống của chúng ta là giống gì? Giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, thì cũng cái kết nối một cái nhân duyên tích tụ, cũng nhờ cái điểm là tôi xin tạm gọi là má năm thảo đó, ở dưới chừng núi ông Cấm, là có một cái nhân duyên lớn trong cái vấn đề từ thiện này, là cái mốc mà khởi đầu đó là nhờ má năm thảo để bắt đầu là tập kết những cái món thực phẩm về đây, rồi từ từ mình mới triển khai lên làm những cái vấn đề từ thiện lớn lao nữa. Thì bây giờ là hôm nay sự thật mà nói một lần nữa, tôi là mặc dù cái số tiền này tôi không có đá động gì tới, tôi không có cảm nhận tới, nhưng mà cái lòng của tôi lúc nào nó cũng nặng là tôi lo tiếp cho ông hai. Nhưng mà bây giờ là cái gánh nặng này tôi, ông hai ông vừa trút bỏ thì tôi cũng đã nhẹ nhàng trong lương tâm, tôi thở một cái khì rồi, tôi thấy khỏe rồi. Thì bây giờ là tôi cũng xin thay mặt cho gia đình ông hai đi, là xin chân thành cảm ơn trước là má năm, tức là má năm thảo ở chân núi ông Cấm, và cùng với các nhà mạnh thường quân gần xa, và đồng thời tri ân sâu sắc nhất là anh Tấn Dũng nhịp cầu nhân ái, Châu Phú thân yêu và Thành Hậu đã hỗ trợ trong cái vấn đề từ thiện xã hội bấy lâu nay, mà hôm nay được cứu tinh cho một người gặp những cái hoàn cảnh khốn đốn khó khăn vô cùng, là cô Phan Thị Hợp cùng với gia đình đã thể hiện từ tâm để giúp đỡ được cái thiện tài, để cho ông hai sẽ đi vào cái con đường tu hành, đi vào con đường giác ngộ, đi vào cái chỗ là tịnh độ, và đồng thời công phu lễ bái tâm hồn của ông lúc nào cũng thanh thoảng, không còn nhớ đến cái món nợ oan khiên từ trước đến giờ. Thôi giờ xin chúc tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả chống duyên thành, bồ đề tâm vững chắc, tiến lên con đường thanh cao của Phật Pháp, và diện kiến đức tôn sư của chúng ta ở một cảnh giới an lành, tới thầy tôi chúa cùng nhau gặp khắp hết thế gian, thoát chốn tù. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Em cũng chân thành cảm ơn những lời của sư huynh Pháp Thầy đã chia sẻ, và cũng có lời chúc đến quý vị đang xem và quý cô chú Mạnh Thường Quân, tất cả mọi người luôn. Chúc cho anh có nhiều sức khỏe, an lạc nha anh. Dạ, dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, thì nói tiếp sau đây là phần bên chú Hai quý vị. Dạ, thưa chú Hai, thì thật tình ra là có rất nhiều vị Mạnh Thường Quân cũng có điện cho con và hỏi để mà giúp đỡ cho chú Hai á, để trả khoản tiền này. Nhưng mà tại có chị Bích Hợp, chị Phan Thị Hợp á, và gia đình của chị á, đã điện cho con và hứa trả cái số tiền này rồi, nên con không có nhận của các cô chú kia. Cũng có một chị mà gửi tiền không kịp là 1 triệu nữa, mà con cũng quên tên rồi. Thành ra khi nào mà có dịp mà gửi á, thì con sẽ gửi cho chú Hai. Nhưng mà khi mà chú Hai mà quay đầu á, không xác giết nữa đó chú Hai. Cho tới ngày hôm nay là chú Hai có một cái cảm nhận gì không? Cái cảm nhận là cũng như là được ăn trên á, gia hộ cho mình, mới có một cái cơ hội mà gặp được các vị Mạnh Thường Quân mà đem lòng thương chú Hai á. Nhóc hết trơn người điện luôn chú Hai ơi. Giờ dạ, cũng xin nói với chú Phú già. Dạ. Từ ngày mà nghỉ sát sanh tới giờ, theo thời mà đi làm từ thiện á, nó ngay nó thoải mái hơn là lúc mà còn đâm heo với chó đồ. Là tại vì đó đâm heo với chó đó, nó thẳng ra gạo thiếu ăn hàng ngày. Còn bây giờ thì gạo lúc nào anh em cũng hỗ trợ, là trong nhà cũng 30-40 kg gạo hết. Thành ra thoải mái cái đó. Nó nghe là mình bây giờ sống mà thoải mái, ví dụ là gạo thóc rồi đồ đạc đồ anh em tiếp hết trơn. Nếu mà chú Hai có suy nghĩ là cũng là nhờ ăn trên ta gia hộ, hay là cũng như là tạo một cái cơ duyên đó cho bác cháu mình mà gặp nhau đó, theo mà chú Hai suy nghĩ đó, có phải là ăn trên mà hướng dẫn cho chú Hai với con với các sư huynh đệ đây gặp nhau không chú Hai? Cái đó cũng là xin thưa với chú Phú già. Dạ. Cũng vì cái này là tôi nói là cái này cũng là do cái hồi lúc mà tôi đương thời á. Dạ. Tôi đâm heo giết chó này nọ tôi làm tôi bán. Dạ. Mà nhiều khi tôi bán là tôi thấy những người nó khổ. Dạ. Tôi giúp. Thành ra bây giờ tôi xa cơ thất thế, thành ra mới gặp được châu Phú đây, Pháp Thờ đây, rồi giúp lại vậy là cái là tôi rất là mừng. Tại vì hồi đó lúc trước á, thì mình thấy mình giúp người đó không có mang ơn mình, mà có người khác lại giúp cho mình vậy. Đó. Cũng như bữa hổm là Tuấn Dũng châu Phú rồi cho tôi 2 triệu. Tới giờ tôi giữ, nhưng Pháp Thờ thấy cổ xe quá dung đi. Pháp Thờ tôi vừa hai ông sửa rồi, vì tao coi thay nhớt để ông chạy với cái banh nè. Thì hết 120 ngàn với đổ xăng 80-200. Giờ tôi mới nói Pháp Thờ là ngày mai á, mấy bà ở sớm thấy tôi vậy á, giờ Vũ làm bánh mì cho. Mấy bà hùng lợi được 400 mấy. Giờ tôi thôi còn nhiêu, tôi ở đây được 1.8 triệu mà chắc là tôi lấy sức cho 300. Rồi của Tuấn Dũng với Châu Phú cho tôi á. Mình tôi làm vô đây cho bà con người ta được là tính lợi được 350 khổ. Tôi cũng có nói Pháp Thờ, cũng có trình cho Pháp Thờ. Để mơ mốt thí dụ có gì cái Châu Phú với Tuấn Dũng hỏi là Pháp Thờ cũng biết mà trả lời giùm tôi vậy á. Cái tâm của chú Hai là làm hùng vô làm bánh mì vậy ha. Phát ha. Phát. Là bánh mì chay. Bánh mì tương. Thì huynh Phát Thời có nói là chú Hai sao bây giờ là cúng ba thời, sao nữa cúng tàn nhang thì cúng, nhưng mà con theo con thiết nghĩ á, tất cả quý Mạnh Thường Quân á, mong á, là chú Hai quay đầu vậy là được rồi. Tinh tấn để tu hành, để trả những cái nghiệp sát của mình và đắc hành đạo quả cứu vớt ông bà tổ tiên. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và chị gia đình của chị Phan Thị Hợp có lời là hai chị gặp chú quay đầu hướng thiện như vậy đã giác và hướng về Phật Pháp, nên trợ duyên chú để không còn lo âu, để chú có thể là tinh tấn tu hành. Là chị mà lúc nào cũng các anh chị á, tất cả mọi người cũng mong chú á, khi mà đã giác được chữ giác ngộ rồi, quay đầu rồi, thì chú cố gắng tinh tấn tu hành tiến lên nữa, chứ đừng có quay đầu lại nha chú Hai. Giờ tôi ở đây cũng xin thay mặt gia đình
cảm ơn gia đình của cô Phan Thị Hợp. Dạ. Đó, tôi xin hứa nếu giúp được gì tôi rất là mừng, rất là mãn ơn. Tôi sẽ làm sao để cho không có phụ lòng những người hảo tâm giúp đỡ cho gia đình tôi. Đó, ở đây là tôi hứa vậy, thay mặt gia đình cảm ơn. Dạ. Gia đình của cô Hợp. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì qua cái đoạn video này con cũng mong là thím hai xem được cái đoạn video này thì cũng là biết là Phật Pháp rất là nhiệm màu, lúc nào cũng là quay đầu mà nâng đỡ và giúp đỡ cho những bà con cô chú đã biết quay đầu và hướng về từ thiện. Chú hai, mong cho thím hai ở nhà thì sẽ cố gắng tinh tấn hơn nữa, tiến bước lên cùng với chú hai ha. Dạ. Đi chung một hướng luôn. Dạ, để đi chung quá. Dạ. Vì các anh em con là đang đi làm công tác xã hội gì nữa, nghe nói ông đó đó ông tu mà ở nhà ông tan ban hết trơn rồi, hay là không có gạo ăn là bất cứ giá nào anh em cũng phải tới đó giúp cái người tu đó. Dạ, nghe tu là thích nè. Cũng như đó, tôi chưa có ăn tương. Dạ. Chưa có theo làm từ thiện, không có gạo ăn, xin lỗi cho thầy nhìn đấu ấy. Cũng hơi. Dạ. Là đi hỏi tiền đi mua. Dạ. Bây giờ nó thoải mái cái này, không gạo ăn cái đây tài ơn mà xuống hơn. Dạ. Tôi không có gạo ăn nghe mấy. Dạ. Ông đem lại với thờ. Ờ, đó. 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 Đem lại cho có mấy anh em từ thiện đây ha. Đem lại cho ha. Đem lại cho đem lại là liền với ha. Dạ. Nó ngay rồi thoải mái cái đó đó. Bởi tại anh em người ta thấy mình hồi nãy giờ quá là trời là mát rồi. Dạ. Bây giờ làm thiện anh em ta mừng. Dạ đúng rồi. Đó. Đúng giờ rồi. Anh em có cái việc làm đi ủng hộ tối đa luôn. Người tu như thể bá tòng mà ai ai cũng quý cũng trông cũng nhìn ha. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Thì kính thưa quý vị, video của Châu Phú cũng đã dài quý vị. Châu Phú cũng xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Con cũng chúc anh Phát Thời và chú Hai và các chú huynh đệ đây luôn có một sức khỏe tốt, an lành nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Qua đây thì Châu Phú xin kết thúc video và thêm một lần nữa chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật.